thấy rồi. Chị, lại đây. Lấy bọc cho chị. Dạ. Cầm giùm chị. Dạ. Chị nghe Minh. Alo, chị Quyên hả? Chị giờ trí rồi, khỏi đó ngay. Đám thằng Năm Ổ rồi tới đó, chạy ngay đi. Chị. Hả? Đi thôi. À, chị Quyên. Đi đâu vậy chị? Chị Quyên, đợi với chị Quyên. Đi lẹ đi. Hả? Giờ sao chị Quyên? Vậy. Kỳ Trí. Lại. Chị Quyên. Lại. Chị. Sao bây giờ chị Quyên? Chia ra hai ngã, chị sẽ gây sự chú ý của tụi nó. Em chạy ra đường lộ, nghe không? Dạ. Các người nghe đây, tôi đã có chứng cứ chứng tỏ các người phạm tội và đã báo thông tin về cơ quan. Khôn hồn thì tự động đầu thú đi. Tụi bay ra đầu thú đi. Biết cách hù lắm. Lên. Lại cho. Lại. Chạy vào đâu? Chứng cứ đâu?
chứng cứ đâu? Hả? Anh Tùng, chắc thằng nhóc kia dữ rồi. Bây giờ thì mày không cần phải nói gì nữa. Tao sẽ biến đi sau khi tao xử xong mày. Cái chứng cứ chó chết của mày không làm gì được tao đâu. Mày có biết cái xác chết xiết cổ bao giờ cũng đẹp nhất không? Không máu, không dơ bẩn, và còn được ngắm nhìn con mồi dương mắt ra nhìn mình, từ từ đi vào cõi chết. Mày có biết không? Hả? Hả? Nguyên, anh sẽ cổng em ra. Cái dây giải hung khí lại. Em đó, bệnh nghề nghiệp quá đi. Ráng con, cố lên con. Ráng đi em, sắp ra khỏi đây rồi. Ừ. Ôi, Rita.
À, ăn là ngon lắm á. Vô đây mày. Xong rồi Út Tân lấy thêm tiền để gì đây hết. Lên đều hết, lên đều hết. Ngày mai qua chỗ tao, tao đưa cho mày. Ê kia, chịu làm đền mày. Không cần phải xin tiền con vợ mày xài nữa. À, được rồi, mày giờ ở đây cho tiền tụi mày xài thoải mái. Yeah. Cảm ơn đại ca. Nghe thằng Thi nói lại. Thấy thằng anh vợ của mày đi chung với nó đó. Mày uống đi. Đưa ra đây. Xong vụ này, nếu như mày muốn, tao sẽ lên kế hoạch xử thằng kỳ đà đó luôn cho mày. Nguyên cái đống của nó chỉ có một mình mày được hưởng thôi. Đại ca nói gì vậy? Cái thằng này, sao vậy Út Tân? Tao có đụng tới con vợ mày đâu mà mày lo. Mày cứ như vậy hoài. Vô đi. Ăn mừng tăng một đi. Đợi thằng Tùng sẽ quách về rồi mình làm tăng hai. Ok. Dạ ca. Cảm ơn cha. Quá dữ. Ca đã bị bao gì? Đi. Các anh đã lạc hậu rồi. Chúng tôi đã cài con chip định vị bên trong. Giải đi. Cậu chủ ơi, cậu chủ, có tổ trưởng tổ dân phố với hai anh công an tới tìm cậu chủ á. Dạ. Chào anh. Mấy anh tới có gì không vậy? Mời anh nghe lệnh tạm giam của viện kiểm soát. Anh nói đi, anh biết những gì? Hôm đó tôi đã cùng với một đứa nữa chạy xe máy theo dõi Thùy Linh từ nhà Tân, định tới đoạn đường vắng dàn dựng cảnh bị tai nạn xe để ra tay thực hiện vụ cướp đó.
Con nhỏ này làm gì mà cứ đi vòng vòng hoài? Giờ làm sao hả anh? Nó dừng lại rồi kìa anh. Chạy đi luôn, qua nó luôn. Nó là gì? Em biết thằng này, bồ cũ của nó đó. Anh Năm mới dằn mặt nó. Giờ sao anh Tùng? Nó sắp đi rồi, mình theo sao kịp? Không cần nữa. Thằng Út Tân sắp có lộc ăn rồi. Nó ăn cả đời còn không hết, chứ huống chi mấy tiền lẻ này. Nó còn sống, giờ sao anh? Bây giờ làm phước cho nó, chứ sao? Kéo nó qua bên đây. Dạ. Lần đầu tiên ta làm việc có khán giả, mày chụp vài tấm để làm kỷ niệm. Ok anh. Ừ.
Sau khi chắc cú thằng đó đã tử, tôi báo lại cho anh Năm, vì anh Năm lên kế hoạch này. Còn thằng Út Tân thì nài nỉ vợ nó chuyển hết số tiền mấy tỷ cho con Linh. Vậy tại sao anh giết người phụ nữ này? Dù này là chỗ quen biết, tôi làm giá cũng hữu nghị lắm. Ai thuê anh? Thằng Khánh. Nhưng mà theo như tôi biết là lần này nó cũng bị bắt rồi còn gì. Anh ra tay với Lệ như thế nào? Theo dõi rồi vậy thôi. Ngoài giết Lệ, anh còn lấy cho Khánh một hộp giấy tờ. Đúng, ba cái giấy tờ hình ảnh của nó. Số giấy tờ đó có cái gì đặc biệt? Và cái mối quan hệ của anh với Khánh nó là như thế nào? Tôi đang chờ sếp nói tới khúc này đây. Thật ra sếp muốn biết cái gì tôi sẽ nói cho sếp biết. Nhưng tôi có một điều kiện. Tôi sẽ cho sếp một thông tin quý báu. Có thể sếp sẽ hút thêm một đám anh chị nữa, có cơ hội để sếp lên chức, với hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất, giấu danh tính người khai đó là tôi. Điều kiện thứ hai là giúp tôi thoát án tử hình. Sao sếp, sếp thấy thế nào? Anh nghĩ anh nói suông vậy là tôi đồng ý với anh sao? Sếp à, tôi quý cái mạng của tôi lắm. Vô tù cũng được, chung thân cũng không sao, tôi xoay sở được ở trong đó. Nhưng tử hình là hết, tôi đâu có dạy gì mà chơi trò thấu cái với sếp đâu. Anh nói ra một chút manh mối đi. Trước khi trả cái hộp về cho thằng Khánh, tôi đã lấy đi trong đó một món. Nó chắc cũng nghi ngờ tôi. Tôi chắc là nó cũng không dám khai ra tôi, đúng không? Thôi anh đừng dài dòng nữa. Vật đó là cái gì? Đó là một quyển sổ tay. Tôi định để lại cho anh Năm, để sau khi tôi về Thái rồi thì anh Năm sẽ rỉa thằng Khánh từ từ. Cuốn sổ tay đó có cái gì? Là những bằng chứng có thể đưa thằng Khánh tới trường bắn. Một khi mà nó biết mình sẽ bị tử hình, nó sẽ không ngu gì để cho mấy thằng kia nhẫn nhơ bên ngoài. Nó sẽ phun ra cho sếp những điều hay đó. Chú nghĩ trong quyển sổ tay có gì? Muốn biết được điều đó thì phải điều tra lại hành tung của Khánh, nhất là khoảng thời gian trong những năm qua, mới có thể đoán được. Không lẽ mình thỏa hiệp với nó sao? Đôi khi cũng phải như vậy. Thành thật khai báo và cung cấp tin tức thì nó phải được xét giảm chứ. Nhưng mà hạng người ác tâm như nó không thể nào cho trở lại xã hội được.
dù có giảm án thế nào thì tù chung thân không ân xá nó cũng đâu trở lại xã hội được. Thưa chú, đã lục soát khu vực của Năm Hổ, tìm được vô số bằng chứng tội ác của hắn, gồm có dao, súng, quần áo, vết máu đầy đủ. Bên phòng kỹ thuật nhộn nhịp luôn. Có tìm thấy sổ tay nào màu đen khổ cỡ 15x20cm không? Dạ không, nhưng con sẽ để ý. Thưa chú, thằng Tùng Xí Quách chắc chắn đã giấu kỹ rồi. Con đã kiểm tra dấu vân tay của Tùng Xí Quách khớp với hồ sơ lưu. Tùng Xí Quách đã bị truy nã cách đây 15 năm ở Cà Mau. Sau đó hắn biệt tích, có tin đồn là hắn đã chết, nhưng thực ra hắn trốn qua Thái Lan. 15 năm, lúc đó Linh với Khánh chỉ mới hơn 10 tuổi thôi. Không thể có mối liên hệ giữa hai tên này ngay lúc đó. Có tìm ra hành tung của Tùng Xí Quách trong những năm mà hắn hoạt động ở Thái Lan không? Dạ, vẫn đang tìm. Xem ra Lê Minh Khánh không hề đơn giản và trong sạch như vẻ bề ngoài của hắn. Chúng ta chắc sẽ thỏa thuận với Tùng Xí Quách lại. Ngồi đi. Tùng Xí Quách đã giữ lại vật này. Anh đã nghi ngờ nên không dám khai hắn ra đúng không? Với số lượng ma túy mà anh đã mua bán và vận chuyển, anh chắc chắn sẽ nhận án rất nặng. Chị ơi, chị có sao không chị? Chị có sao không? Chị không sao. Để em kêu người lại phụ nha. Thôi, thôi, im. Đừng có la. Đợi chị qua đó giùm. Cẩn thận chị. Chị ngồi xuống đi. Chị thấy sao rồi? Chị thấy sao rồi? Chị không sao. Em mở giỏ lấy chìa khóa mở cửa giùm chị. Cái nào chị? Nè, cẩn thận đó chị. Chị ngồi xuống đi. Em mở giùm chị cái đèn. Dạ. Trời, chị bị thương có bộ nặng đó. Có cần em báo công an hay là gọi chủ nhà không? Thôi 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 thôi, đừng phiền lắm. Vậy chị có người thân nào không? Không. Chị đợi em tí nha. Em về phòng lấy băng dán với dầu qua sức cho chị. Ah.
xui cái gì mà xui dữ không biết nữa. Bây giờ á, chị đi rửa mặt cho sạch đi, rồi dán băng dính vô. Thôi, thôi được rồi, chị ngồi im đi. Chị có cái khăn nào không? Em nhúng nước giùm cho. Cái khăn ở đó đó. Dạ. Có gì đâu chị, em cảm ơn chị nhiều nha. Cái này á, chị phải xiết con ốc lại nó mới đứng được. Em biết làm không? Xiết giùm chị cái đi. Để em đi lấy cái tu vít. Trời ơi, lại phải giặt lại nữa rồi. Mấy cái xào đồ này dởm tiệt á, xài có mấy tháng à là hư à. Em thấy á, mình cứ giăng xào như ở dưới quê là tiện nhất á. Quê em ở đâu? Quê em hả? Em ở An Giang. Còn chị? Cũng Giang, mà là Tiền Giang. Mà mất gốc rồi. Theo em thấy, đã là gốc, là rễ rồi thì không bao giờ mất được. Cũng giống như cái cây vậy, bị chặt mất cái gốc thì cũng hết sống luôn. Trời ơi, sinh viên đại học đúng là nói chuyện có khác. Dương miền Tây á, mà không nghe ra cái mùi này là ăn đồ nó nghe chưa. Mắm kho đúng không chị? Đúng là dân miền Tây thứ thiệt.
Chị nó bóng to nè, ké không? Đương nhiên rồi. Em làm gì cái món này nhất luôn á. Từ nhà lên đi học em đâu có được ăn đâu. Mà đâu có chỗ nào bán đâu mà mua. Ở trên này làm cái gì mà nó ngon mà dưới quê mình. Chế biến tùm lum thứ. Nào là heo quay, chả lụa, rồi còn mực nữa. Lạc quẻ. Móng kho là chỉ cần tép bạc, thịt ba chỉ với lại vài khứ cá hú chiên là ngon rồi. Quá ha. Đi. Khoan. Ăn cơm hay ăn bún? Cơm hay bún hả? Ừ. Cả hai. Mạnh dữ. Chứ sao. Khánh. Hả? Khánh. Dạ. Em đi học hả? Dạ dạ, giờ em đi học. Cho chị quá gian được không? Dạ được chị. Tới quận 10 lần đó nha. Dạ được, đi đi chị. Ừ. Làm gì em giật mình dữ vậy? Dạ. Hả? Chị. À. Có chuyện gì em mờ ám đúng không? Là chị cũng thích lên mạng lắm. Chị. À, chị. Đừng chị. Chị. Hả? Quá ra là coi phim đen hả? Chị. Không có gì đâu. Chị đi về đi. Chị đi về đi chị. Về đi chị. Chị về đi. Chị. Chị làm gì vậy? Tội tình gì mà phải ngồi coi mấy phim đó. Trong khi Khánh có thể thực hành mà. Kiếm ai đó? Chị trễ vậy sao sáng kịp? Nè, ăn đi. Lệ mua cho Khánh đó. Cảm ơn Lệ. Đi học đi, trễ rồi kìa. À mà nè. Lo học xong rồi nhớ về sớm đó nha. Thank you.
muốn chứng minh hai góc hình bình hành này bằng nhau á, em nhớ các định luật coi. Định luật nào có thể áp dụng vô? Thầy ơi, bữa nay em nhức đầu quá thầy. Mình nghỉ sớm một bữa được không thầy? Đau đầu quá thầy ơi. Còn 40 phút lận, sao mà nghỉ được? Có sao đâu thầy. Trời ơi, em đang nhức đầu mà. Nhức đầu quá trời ơi. Đau đầu quá. Xong, thầy đi về nha. Thầy về đi thầy. Hôm nay á mẹ em đi làm đẹp rồi, không có ai canh dạy dưới trơn á. Có ông nội em mà, ông già rồi. Cái gì kỳ vậy Thái? Thầy về đi thầy. Nhanh đi thầy. Thầy đừng có nói với mẹ biết nha thầy. Thầy hứa với em là thầy không nói với mẹ em biết. Thầy muốn cái gì em cũng chịu hết á thầy. Em hứa sẽ chăm học với thầy. Em xin thầy đó thầy. Tự đó mà bữa nay cũng phải đi làm kiếm tiền nữa hả? Bữa hổm về quê đòi cưới vợ, bị ổng bả chửi cho ông tăng. Rồi giận hờn, rồi xong rồi từ mặt nhau luôn đó. Hai tháng nay có gửi cho nó đồng xu cắt bạc nào đâu. Nè em. Gì? Công nhận em có tài dụ trai hay thiệt nghe. Cái thằng nhóc đó nghe lời em dễ sợ luôn á. Không cần, không thèm. Ai thèm cưới nó. Vậy cưới anh đi. Đi. Hả? Đi, về đi lẹ lên. Từ từ. Nhanh đi. Về đi. Mà nè. Gì? Chừng nào nó đi, nhắn anh qua nghe. Ê, đi lẹ đi, nó giờ là chết bây giờ. Nhanh đi.
Anh về rồi nè. Ủa sao mở cửa cho nó sáng? Em vừa mới ngủ dậy mà. Ừ. Anh có tiền chưa? Thiếu tiền nhà hơn cả tuần nay rồi đó. Cuối tuần này anh mới có tiền dạy kèm. Có gì anh đóng nha. Vậy không mấy, anh để cho em đi làm, em kiếm tiền đóng luôn cho rồi. Không được. Anh không cho em đi làm đâu. Em cứ ở nhà, nghe lời anh đi, ở nhà đi. Để coi, anh làm chồng thử nghiệm ra làm sao. Anh không có làm em thất vọng đâu. Dẻo miệng. Đi giặt đồ cơ. Anh biết rồi. Nè. Tướng lĩnh bà xã. Thầy. Mấy bữa nay á, bà biết em chơi thuốc, bà nhốt em trong nhà á thầy. Thuốc dự trữ của em đã hết rồi. Bây giờ thầy đi mua thuốc giùm em đi thầy. Thì bây giờ mẹ em biết rồi, thì em ráng cay đi. Nhưng mà em không có chịu nổi. Nhưng mà bây giờ anh không làm chuyện đó giúp em đâu. Em phải ráng cay đi, em còn tương lai của em nữa mà. Cái gì? Tương lai hả? Ông là cái gì? Ông là cái gì mà dám dạy đời tôi? Bây giờ tôi hỏi một câu nữa. Ông có đi mua giùm tôi không? Chắc là anh không giúp em được đâu. Anh không mua giùm em được. Còn không, tôi sẽ nói với mẹ tôi là ông dạy dở quá, cho ông nghỉ. Coi ông làm sao mà kiếm được tiền. Nhưng mà nếu anh mua cho em á, mẹ em biết thì sao? Mấy bữa nay á, tôi xài thuốc dự trữ không à. Bà tưởng tôi cay rồi. Ông yên chí đi. Vậy tại sao á, em không kêu mấy thằng đó giao tới nhà cho em? Làm sao mà giao được? Ông không thấy nhà tôi rào tường kín mít sao? Cậu tôi canh ở dưới á, làm sao mà giao được? Vậy còn mấy đứa bạn em thì sao? Em không nhờ tụi nó mua giùm em đi. Thôi mệt quá, ông nói nhiều quá. Bây giờ tôi sắp chết rồi đây nè. Một lát nữa tôi mà tới cơn là bể hết á.
Tôi bị cấm túc, ông không thấy sao? Anh, nếu mà anh mua cho em á, thì em sẽ nghe lời anh. Em biết mã két sắt của ông Dượng em. Em sẽ cho anh nhiều tiền. Nhưng mà mua ở đâu? Làm sao mà người ta tin anh được? Anh có điện thoại không? Đưa em. Để có gì em sẽ gọi điện trước cho anh. Anh chỉ cần tới đó lấy thôi. Lấy hàng cho anh Thái hả? À. Tiền đâu? Nè, kẹp trong tờ báo. Nè anh, cho anh mượn tờ báo đi em. Dạ. Cảm ơn. Sao bữa nay anh về trễ vậy? Tặng em nè. Trời đất ơi, bữa nay bà đặt mua bông nữa. Chứ sao, hôm nay là ngày lễ tình nhân mà. Em, hôm nay đi chơi với anh nha. Từ đó tới giờ chưa có ai tặng bông cho em vậy hết. Vậy hả? Vậy từ giờ anh sẽ tặng bông cho em mỗi ngày luôn. Hứa cho cố vô. Ủa mà mình đi đâu? Đi đâu hả? Tòa nhà 33 tầng thẳng tiến. Hả? Sang dữ. Chứ sao. Đi em. À, anh cầm giùm em. Thank you.
Đây nè. Đây của anh nè. Em cũng có mấy thằng bạn, nó cũng bị nghiện giống như em vậy nè. Bị ba mẹ tụi nó nhốt ở trong nhà. Có gì anh mua giùm tụi nó nha. Nếu lỡ ba má tụi nó biết thì sao? Làm sao mà biết được. Qua một thời gian hết thấy tụi nó lên cơn thì ba mẹ tụi nó nghĩ tụi nó cai nghiện rồi thì thả ra thôi. Lúc đó tụi nó tự túc đi mua, đâu có dính anh đâu. Được, nhưng anh chỉ giúp cho tụi nó trong khoảng thời gian tụi nó bị nhốt ở nhà thôi. Nếu mà tụi nó khai ra anh, sau này bị nhốt nữa, thì không có ai mua giùm tụi nó đâu. Anh yên tâm, để em giới thiệu. Rồi anh tới nhà tụi nó mà dạy kèm. Sẵn rồi anh mua cho tụi nó luôn. Tao đang bị băng khác chọn, mốt đừng tới đây nữa. Có chỗ mới tao hẹn sao? Tao gói trong bọc để dưới đáy ly cà phê này. Đây, nó đó. Đứng lại. Đây kia, đứng lại. Ây da. Chạy lẹ đi, tao đang bị rượt. Bỏ mớ này đi. Đừng có bỏ, đưa cho tôi là sinh viên không ai nghi ngờ đâu. Nhanh lên, trên cái lũ bây giờ. Qua quán cà phê ít gặp anh U đưa cho anh. Nó đi hướng này nè, đi theo đi. Này, mày khôn lanh lắm. Không có mày á là anh mất một vố nữa rồi. Có gì đâu anh, dù gì cái máy sinh viên cũng thuận lợi lắm. Nhưng mà anh nói mất một vố nữa là sao? Trong cái giới này, tụi nó cạnh tranh dữ lắm, đâm sau lưng nhau liên tục. Trong tháng này anh bị mất hàng rất là nhiều. Còn đám thằng xí đành phải lặn hết, đợi tình hình êm đã. Vậy sao anh không chơi lại tụi nó? Đâu có giỡn chơi được chú em. Nếu biết được thằng nào đâm thọt thì nó đã hết sống rồi. Cũng phải có luật lệ chứ.
em cũng định nghỉ bán cho mấy thằng nhóc đó. Chứ bán cho tụi nó nguy hiểm quá, không biết lúc nào sẽ bị phát hiện nữa. Nó khai ra mình là chết luôn á. Thôi bỏ đi. Mấy thằng nhóc chơi chơi đó có đáng là bao nhiêu đâu. Khôn lanh như mày, không xài thì uổng lắm. Anh đang có một địa bàn ngon hơn ở mấy tỉnh miền Tây, chỉ cần giao mối thôi. Nhưng mấy cái thằng giao hàng đó, tụi nó bị nhẵn mặt hết rồi. Anh cần đứa mới lý lịch ngon lành giống như chú em mày đây. Sinh viên đại học. Chỉ cần là mày giả bộ về quê thăm nhà, giao chuyển cho anh, mày thấy thì sao? Nếu anh tin tưởng á thì cứ giao cho em. Mấy giờ sẽ chạy với anh? Khoảng nửa tiếng nữa. Đi vậy nhớ chết luôn. Em cầm tiền đi, hai ngày nữa anh lên. Dạ. Anh đi về dưới rồi anh nhớ tranh thủ lên với em nha. Đừng có nhõng nhẽo nữa. Anh đi nha. Alo, anh hả? Qua liền đi. Nó về quê rồi. Đúng là dân làm việc trí thức. Cái gì cũng ghi chép tính toán. Nhiều chuyến nhiều mối mà. Tiền gói đầu thì không cố định. Em còn phải đi học nữa. Không ghi lại em sẽ quên hết. Nhưng ghi rồi thì phải cất cho thiệt kỹ. Lỡ mà... Anh cứ yên tâm. Mỗi lần đi tỉnh em đâu có đem theo. Em ráng nhớ rồi về ghi lại. Ghi xong á em cất liền à. Cất thì cho cẩn thận. Thằng khôn như mày thì đừng để cho anh nhắc nhở. Có câu: nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Muốn giấu một cây lá thì phải giấu nó ở trong rừng. Tao kết nhất là mấy thằng trí thức. Nói câu nào thì lọt lỗ tai câu đó.
Ba mẹ khỏe không anh? Ba mẹ cũng khỏe em. Ba mẹ hơi giận nhưng mà cũng ngưng nguôi rồi. Vậy hả? Ăn cơm. Cảm ơn em. Ăn cơm đi. Ủa? Mà làm cái gì từ nãy anh cũng về quê hết vậy? Thì anh muốn làm cho em bất ngờ mà. Bất ngờ? Bất ngờ gì? Tên. Nè, em coi đi. Này về quê á, anh làm luôn cái giấy chứng nhận độc thân luôn, là mình sẽ chính thức làm vợ chồng. Rồi sau này á, anh đi làm có tiền, mình sẽ làm đám cưới sau. Em chịu không? Nhưng mà anh suy nghĩ kỹ chưa? Đương nhiên là kỹ rồi. Anh với em cũng đã ở với nhau rồi mà. Nhưng mà cũng phải để em về quê em làm giấy chứng nhận độc thân nữa chứ. Lúc đó rồi em ký luôn. Hả? Được. Em giữ tiền này đi xe đi. Mà khi nào em về quê? Để em tranh thủ. Mai mốt em đi. Thôi để từ sau đi. Ăn cơm đi. Ăn đi em. Ăn tiếp đây nè. Làm tốt lắm. Còn trẻ vậy mà đã biết kiếm tiền. Nhiều tiền như vậy á, có tính làm gì chưa? Em sẽ mở một tài khoản tập kinh doanh. Lấy tiền bẩn làm vốn, bắt đẻ ra tiền sạch. Biết lo cho tương lai lắm. Con nào mà lấy được mày á là sướng cả đời. Sao? Có đứa nào rồi hả? Cũng có một người. Đàn bà chơi vui thì được. Nhưng mà cái chuyện làm ăn á thì phải rạch ròi nha. Anh yên tâm. Em về đây. Này. Chuyến này về sớm một ngày. Không ở lại nhậu một bữa sao? Em hơi mệt. Em về em ngủ một chút. Có gì tối em qua. Em về nhanh. Em làm gì mà sợ nó dữ vậy? Từ từ đi cũng được mà. Hay quá ha. Nó hả? Nó làm đơn xin đăng ký kết hôn rồi đó. Ba má nó biết được, kéo lên đây. Biết tôi dụ dỗ nó, xé xác tôi ra luôn á. Người ta nói đàn ông hư thân thì có vợ hiền, còn đàn bà mất nết thì có chồng ngoan. Đời là như vậy mà. Xỏ xiên gì đó hả? Nhưng mà cũng phải tới lúc đi rồi. Ở với nó chán chết. Nó vừa trẻ, khỏe, đẹp trai, lại vừa có tri thức nữa. Mắc gì mà chán.
Không đúng gu thì chán. Ê, sao phụ đi? Ngồi chứ quậy đó hoài vậy? Đứng về phụ cái coi. Mệt muốn chết. Phụ cái gì bây giờ? Thì xếp đồ đó. Nè, khi cái giỏ này đi ra ngoài xe trước đi. Mấy cái giấy tờ chứng minh để đâu hết rồi ta? Nhanh lên. Lẹ đi. Dù gì thì ngày mai nó mới về mà. Tranh thủ làm tí đi. Về bển thiếu gì thời gian mà tranh thủ. Trời ơi, về bển nó mình chết. Sao mà lại chỉ à? Em ơi. Đây là ai? Em nói anh nghe coi. Mày là ai hả? Mày là thằng nào? Tao là ai mày hỏi làm cái gì? Mày không thấy hay sao mà còn hỏi? Hay là mày chưa thấy? Mày muốn tao diễn lại phải không? Tao với nó đang chơi xếp hình với nhau đó. Mày! Anh Khánh! Mày không thấy hả? Tao với nó đang chơi xếp hình đó. Mày thấy không? Em đây! Mày! Anh Khánh! Anh dừng lại đi mà! Mày dám đánh tao? Anh mày điên hả? Nè. Anh đi giùm cái đi. Mày nghe mặt bún là sữa mà đặt đương đương. Anh Khánh. Buông ra. Khánh có sao không? Khốn nạn. Thứ đàn bà nhơ nhớp. Đúng là đồ điếm mà. Khánh chửi tôi sao cũng được, nhưng mà Khánh hãy hiểu cho tôi. Khánh trẻ hơn tôi, có học hơn tôi. Rồi vài năm nữa Khánh ra trường, Khánh thành đạt. Lúc đó Khánh sẽ thấy tôi không còn xứng với Khánh. Tôi già hơn Khánh nhiều lắm, và không bằng với những người mà Khánh đã từng gặp. Tôi sẽ làm Khánh mất mặt với người ta. Lúc đó Khánh sẽ cảm thấy hối tiếc. Chuyện đó nó còn tệ hơn bây giờ nữa. Thực sự tôi không muốn hại cuộc đời của Khánh như vậy đâu. Cô nói cho tôi nghe đi, chuyện này sẽ ra bao lâu rồi? Mới hơn 2 tháng. Trước sau gì chuyện đó cũng đã xảy ra rồi. Khốn kiếp mà. Khánh, Khánh, cô im đi. Tôi gặp phải cô giống như là dính như một cái bãi xình lầy dơ bẩn vậy đó. Thiệt là nhục nhã mà. Tôi chưa từng nói thương tệ với cô. Tại sao? Tôi lo cho cô tất cả mà. Tại sao cô làm như vậy với tôi? Hả? Cô trả lời đi. Trả lời đi. Tại vì Khánh mới ra đời, Khánh ở với tôi, còn tôi thì từng trải, cho nên Khánh nghĩ đó là tình yêu. Nhưng thực chất đó không phải là như vậy đâu. Tôi sẽ đi khỏi đây. Khánh giữ gìn sức khỏe nha. Nè, cô định đi đâu? Tôi tự sống được mà. Khánh biết tôi làm nghề gì mà phải không?
cô cứ ở lại đây đi. Tôi Người ta nói lấy điếm về làm vợ, chứ không ai cưới vợ về làm điếm. Mà cái nghiệp của tôi nó như vậy thì suốt cuộc đời này tôi chỉ là một con điếm mà thôi. Lệ, em Khánh hãy quên Lệ đi. Em đừng đi mà. Sao rồi? Có tin gì của nó không? Ghé hỏi mấy cái động rồi, không ai biết con Lệ là con nào nữa kìa. Mà nó đi rồi thì thôi, mày tìm nó làm gì? Con gái thiếu gì đứa? Thì em muốn biết là con nó ra sao thôi. Tao nghi lắm à, mày là thằng tình nghĩa vậy sao? Ê, hay là nó chơm tiền của mày? Thằng xíu nói đúng, nó lấy tiền của mày à? Có không? Sau lần đó, tôi không hề gặp lại con đàn bà đó nữa.
và anh vẫn tiếp tục chuyện buôn bán ma túy. Chẳng lẽ tôi phải dừng lại? Tại sao? Không. Tôi không muốn mình như cái trăm thằng tú tài cử nhân khác. Cầm cụi kiếm từng đồng từng cát. Từ cái bằng cấp đó à? Nhưng ít ra như vậy, họ không trở thành những ký sinh trùng như anh. Các anh đừng sỉ nhục tôi. Đồng tiền nào thì cũng đầy rẫy ký sinh trùng thôi. Tôi có khả năng, dạy gì mà tôi không tận dụng. Chỉ sau 2 năm, tôi đã có thị trường lớn ở miền Tây. Đúng, tôi gài bẫy thằng Nung cho nó ở tù đó. Lúc đó tôi là một doanh nghiệp đáng kính. Tôi đã có tất cả trong tay khi tôi chưa đủ 25 tuổi. Tôi chưa đủ 25 tuổi. Ông trời đã định sẵn cho tôi rồi. Đã chỉ đường cho tôi đi. Không lẽ tôi lại từ chối? Hả? Hả? Chẳng có ông trời nào chỉ đường cho người ta xuống địa ngục hết. Là ma quỷ thì có. Thôi, đủ rồi. Trở lại vụ án của Lệ đi. Ngay từ đầu, tôi đã đề phòng sẵn mọi thứ. Nên tôi đã thành thật kể hết với vợ tôi. Và khi con Lệ tới tống tiền, tôi đã cười vào mặt nó. Nhưng mà tôi lại không ngờ là nó lại hiểu ra những gì tôi ghi trong quyển sổ. Tôi biết là từ quyển sổ đó, cảnh sát điều tra về ma túy sẽ lần ra tôi. Thì vỏ bọc của tôi sẽ không còn an toàn nữa. Nên tôi đã nhờ Tùng Xí Quách. Chỉ cần lấy lại cuốn sổ là được. Tại sao anh phải ra lệnh giết Lệ? Loại đàn bà như nó, trước sau gì cũng sẽ cản đường tôi. Nó định phơi bày cái quá khứ của tôi, cái giai đoạn nhục nhã nhất của cuộc đời tôi. Khi mà tôi quen nó, nó đạp đổ hết tất cả những gì mà tôi đã tốn công gầy dựng. Tương lai của tôi, sự nghiệp của tôi, và mọi thứ của tôi nữa. Đó không phải là một lý do để anh giết người. Nè, anh quen với Tùng Xí Quách như thế nào? Một năm trước, tôi phát triển công ty thủy sản. Thị trường bên Thái đang tăng trưởng. Một tay buôn ma túy bên đó muốn tôi hợp tác, để luồn ma túy qua đường xuất nhập khẩu. Tùng Xí Quách là một trong những tay giết thơi của hắn. Tay buôn đó có rất nhiều mối quan hệ với những tay trùm ở đây. Tôi sẽ khai ra tất cả nếu như bên cái ông hứa giảm nhẹ tội cho tôi. Đội điều tra về tội phạm ma túy sẽ làm việc với anh. Nhưng tôi nói trước, họ không thích những kẻ bán ma túy cho trẻ em lắm đâu. Dạ, trời ơi,
Em đi nói luôn sư, cứu anh vợ. Anh không muốn ở tù đâu. Vợ. Cháu cảm ơn chú. Nhờ chú mà cháu đã biết bộ mặt thật của Khánh. Đó là nhiệm vụ của chúng tôi thôi. Khánh đã lợi dụng công ty thủy sản của gia đình cô, hợp thức quá số tiền hắn bán ma túy. Chúng tôi sẽ sớm điều tra về việc này. Cháu sẽ nói với ba mẹ của cháu, hợp tác với phía điều tra. Được rồi. Xin lỗi chú, tụi con có thể nhận xác Thùy Linh về an táng được không chú? Chúng tôi sẽ hoàn tất hồ sơ trong hôm nay. Xin chia buồn cùng gia đình. Dạ, con cảm ơn chú à. Dạ. Cô Thanh. Dạ. Hôm xảy ra vụ án ông Quảng bị đâm, theo như lời khai của Phát, hướng của Tân khi xuất hiện là từ trong nhà ra, chứ không phải là mới đi về nhà. Ý anh nói là Tân đã chứng kiến cậu tôi bị đâm chết lúc đó? Tân đã khai rất rõ, khi bị ông Quảng đánh ở nhà hàng, hắn đi về nhà trước. Và lúc nghe tiếng động trong phòng ông Quảng thì hắn mới bắt đầu chạy qua. Nhưng mà thay vì cứu ông Quảng lúc đó thì Tân chỉ đứng nhìn sự việc xảy ra mà thôi. Tại sao? Tân cho rằng vì nhiều lần bị ông Quảng chửi rủa mình nên rất là hận ông. Chính vì vậy á, lúc đó Tân chỉ đứng nhìn sự việc xảy ra và mong ông Quảng bị Phát và Triệu đánh chết. Ngay cả khi Thùy Linh kêu gọi cho cấp cứu, Tân cũng đợi 5 phút sau mới gọi. Đây không phải là vụ án do chúng tôi thụ lý, nhưng những gì có liên quan trong lời khai, tôi nghĩ cô cũng nên biết. Dạ, tôi biết. Cảm ơn chú. Đi. Dạ. Chị Thanh, cáo quá trời luôn nè. Không biết vài ngày nữa, khi bé Thỏ hỏi em về Thùy Linh, em sẽ trả lời sao đây? Sự thật luôn là câu trả lời tốt nhất em à. Nhưng nó sẽ buồn lắm. Không sao đâu, con nít mà, nó mau quên lắm. Anh đã hứa với Thùy Linh là từ nay về sau anh sẽ coi bé Thỏ như con ruột của mình. Còn em vẫn thương bé Thỏ chứ? Dĩ nhiên rồi. Dù Thùy Linh có phạm nhiều tội lỗi, nhưng xét cho cùng, cô cũng chỉ là nạn nhân của sự phù phiếm do chính cô ảo vọng mà thôi. Ảo vọng thật đáng sợ. Dù gì thì em cũng còn nợ Thùy Linh một món nợ mà. Em đã từng hứa với cổ sẽ là một người bạn khi cổ cần. Còn anh nữa. Anh cái gì cũng biết, nhưng mà cái gì anh cũng giấu. Từ giờ trở đi anh không được giấu chuyện gì nữa, được không?
để chứng minh rằng anh sẽ nghe lời em. Anh sẽ nói cho em nghe một bí mật. Bí mật gì? Anh nói đi. Nhanh lên, nói cho em nghe đi. Anh đã hứa là không có giấu nữa mà. Anh Khoa, chị Thanh. Em qua đây chơi nha. Chắc từ đây về sau bé Hoàng Anh phải thay đổi cách xưng hô. Xưng hô gì? Phải gọi anh là ba. Không. Em sẽ là mẹ của nó. Vậy tốt thôi, anh đâu có cản đâu. À, mà lúc nãy anh nói bí mật gì? Anh nói cho em nghe đi mà. Vì Linh từng nói là anh là người giữ bí mật của mọi người. Nhưng bí mật này cô ấy gọi là bí mật của riêng anh. Là cái gì vậy? Anh nói cho em nghe đi. Đó là bí mật gì?